Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Thắng. Mình đã quay trở lại đây sau khi chúng ta đã kết thúc cái trò chơi vô cùng kinh dị, ghê tởm, đó là cái trò Scone, gây rất nhiều những ý kiến trái chiều trong thời gian vừa qua nha các bạn. Đây là một cái trò chơi, cái trò Scone á, là một cái trò gây nhiều tranh cãi nha. Thôi thì hôm nay mình quay trở lại cái Fire 4 này, làm vài tập trước khi mình kiếm được một cái series ngon lành tiếp theo để mình chơi ha các bạn. Và mục tiêu ngày hôm nay của mình á là chúng ta sẽ đi đánh cái căn cứ cuối cùng. Đây, toàn bộ nguyên cái bản đồ phía bên trái và phía bên phải chỉ còn có một cái căn cứ này thôi. Và sau đó chúng ta sẽ đi tới vùng đất của Phật Shangri-La. Rồi, mục tiêu của chúng ta đấy, thực hiện thôi. À, mình muốn giới thiệu với các bạn là cây súng ngày hôm nay mình sử dụng là một cây súng. Ê, bạn ơi, súng, ây da, được được được, ây da, ui, cây súng này nó bắn chậm quá các bạn, cho nên là mày này láo, mày quá láo rồi đó nha, bọn bay. Tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là súng phóng lao của tao. Ủa? Như kỳ vậy? Mày nè. Cây súng này có một cái sức mạnh khủng khiếp luôn các bạn. One hit đó. Ủa gì vậy? Ờ, có xe rồi. Chúng ta đi thôi. Chúng ta đi đánh căn cứ trước nha. Thì cây súng phóng lao thì mình khá là ít khi mà sử dụng trong cái game này, không biết tại vì nó những cái pha hành động chất lượng cao các bạn, tốc độ cao á, thì cái súng này không có đáp ứng được các bạn ơi. Súng này nè, tại vì nó bắn một lần nó phải gài lắp đạn một lần rất là chậm. Mình mà bắn hụt giống hồi nãy các bạn thấy rồi đó, yêu cầu các bạn bắn hụt một phát thôi là ăn hành như tụi nó liền. Tụi nó bắn các bạn sấp mặt luôn á, không phản ứng gì được luôn. Ôi, xuống tiếp bộ thôi các bạn ơi. Bọn này hôm nay chơi cái trò mà chặn đường tôi nữa. Chặn đường. Chặn đường. Ê, ê, ê. Trời, chút xíu bị nó cản chết rồi thấy không. Mày nè. Ủa sao bọn này bữa nay bắn đau dữ ta. Mày nè, ghê chưa, các bạn thấy ghê chưa. Má ơi, mấy tháng trời rồi mình mới đụng vô cây súng này. Bây giờ mình mới thấy thực uy lực thực sự của nó. Mà cây súng này đem đi bắn voi không biết sao ta. Để mình có gì mình test thử. Gì đây? À, biết. À, được rồi. Mày đi đâu? Ê các bạn ơi, có gấu kìa. Có thợ săn nữa. Trái mày thợ săn này, nó dám bắn cùng mình. Mày gấu này, trời ơi, ghê vậy. Đó các bạn thấy đó, uy lực thực sự của nó đã được chứng minh rất khủng khiếp. Để mình lấy mấy cái mũi tên của mình lại coi, mấy cái cây lao của mình. Mỗi lần bắn là mất một cây nha các bạn, phải lấy lại. Rồi, trời ơi, nguyên cái mũi tên nó cắm vô đây. Mình cũng có mũi tên vậy. Để mình bắn trang trí coi. Trang trí chiếc xe của mình. Kiểu như chiếc xe của mình vừa trải qua một ngày bị phục kích vậy đó. Đó, đây là chiến tích của mình nha các bạn. Về căn cứ mình sẽ khoe với mọi người là tôi vừa bị phục kích và tôi đã sống sót một cách thần kỳ. Rồi đi thôi. Hôm nay mình tạm thời tha cho mấy con trâu này đấy. Mấy con trâu đó thì vậy cũng mắc dạy lắm các bạn. Nó chỉ còn tê giác cũng ngăn ngửa với nhau. Nó gặp là nó gượt các bạn. Chỉ là con trâu nó không có sát thương mạnh như con tê giác thôi. Rồi, chúng ta đã tới nơi. Quá dữ luôn, chiếc xe nhìn quá dữ. Bắn thêm mũi tên trên mũi này mới được. Đó,
Nhìn vậy nó mới đẹp. Một cái mũi một cái chiếc xe mà cắm đầy những cái mũi tên như thế này. Rồi. Được ba thằng, kìa hai thằng đó đang tấu hài kìa. Đó, đang múa võ, võ cổ truyền. Đưa, lượn mèo luôn. Lỗ mèo. Oh my god. Oh, có thằng béo. Bữa nay mình thử thằng bắn thằng béo thử coi. À. Tôi có mang cây này theo. Bây giờ mình tìm vị trí đẹp mình tỉa nó. Tỉa hai thằng ở trên đây đi. Đó. Quá ghê. Đó. Oh. Oh. Cho luôn, cho kêu bồ luôn. Kêu đi mày. Cho mày gọi bồ đó. Bấm. Ủa. Sao nó không cho bắn ta? Ý nó không cho giết. Một thằng. Ôi cây súng này bắn mấy thằng mập không được các bạn ơi. Đành phải sử dụng cái này thôi. Bóp. Cái súng phóng lao bắn mấy thằng này không được rồi. Nó mình xử hết hai thằng mập là thấy khỏe đó các bạn. Bây giờ mình, ủa sao nó không kêu bồ ta? Này giờ nó mới kêu nè. Mày phải không? Mày kêu bồ phải không? Tội mày là lớn nhất. Nên xử nó thôi. Bạn đi đâu? Rồi. Súng này quá mạnh luôn các bạn ơi. Đâu vậy? Ok. Ok. Bum. Bum. Wow. Mấy bạn này bay đẹp ghê. Còn ai nữa? Hình như còn một đứa thôi. Còn một đứa thì mình lấy cây súng bắn lao ra. Ôi. Nướng luôn. Rồi, vậy là chúng ta đã chiếm được 24 cái căn cứ rồi đó. Tất cả 24 căn cứ đã được chiếm. Bây giờ thì mình sẽ quay vô trong mình mua vũ khí lại, mua đạn lại. Bữa nay bị nó bắn hơi bị mệt á. Mình vừa mở khóa được một cái nhiệm vụ. Nãy giờ bắn hết 30 mấy ngàn. Ok các bạn ơi, mình đang trên đường đi làm cái nhiệm vụ Shangri-La thì mình phát hiện cái đoàn xe này. Cho nên là mình quyết định đi theo. Ném lựu đạn vô tụi nó. Đẩy. Ném lựu đạn giống như ném mìn vậy đó. Ném bom á. Yeah. Quá ghê, quá ghê. Đây nữa, đây nữa. Hình như còn một thằng. Rồi sao? Quá nhanh gọn. Khoan, nó bắn cái xe của mình. Ê, bắn cái máy bay của mình rớt rồi. Cái lộn bị yếu rồi.
đóng tiêu ta. Mày láo, còn đứa nữa. Ê, rớt máy bay. Máy bay của tôi. No. Bọn này quá láo. Được rồi, để tao sửa cái chiếc máy bay của tao xong, tao sẽ thịt tụi bay. No. Oh, bắn hụt. Nó tính bắn cái máy bay của mình đó các bạn. Được rồi. Tội mày lớn như lắm luôn á thằng cu ơi. Mày nè. Tội mày là lớn nhất. Dám dùng tên lửa mà bắn cái máy bay của tao hả? Rất là may mắn cho mình là nó bắn hụt. Mày đi đâu? Tại sao nó lại đuổi theo mình? Mấy con bò này, mấy con trâu rừng. Đó, bây giờ mình đang ở trên, ở trên cái miệng hố này. Đây. Ê, con này láo lắm đây. Con này là một trong những con mà được mệnh danh là coi như là hổ báo nhất trong thế giới tự nhiên đó các bạn. Nó không sợ những con bự hơn luôn á. Ôi da, con này cắn đau nha. Mình từng coi một cái đoạn mà thế giới động vật các bạn, là cái con này nè. Một mình nó mà nó dám nghênh chiến với ba con báo, hai con báo các bạn, hai con báo đốm. Ghê không? Mà con báo đốm nó không thể cắn được con này. Không, ý mình là nó cắn mà nó không thể giết được con này á. Do là cái da nó, mình nghe nói cái da của con này nó rất là dày các bạn. Cắn không xuyên được. Nó không xuyên được lớp da của con này, thành ra nó không có kết liễu được con này luôn. Mà con này nó quay lại nó cắn ngược lại con kia là con kia sẽ chảy máu. Nó ác gì đó. Bởi vì mấy con thú lớn gặp con này nó liều mạng á. Con này là thuộc dạng liều mạng các bạn. Nó rất là sợ con này luôn. Rồi mình đi tìm cái mặt nạ. Mặt nạ giấu đâu kìa? Làm sao để qua đó? Mình muốn đi qua bên đó là mình chỉ có thể đu dây thôi các bạn. Đu dây từ đây đu qua. Mình nghĩ là hồi xưa là có một cây cầu các bạn, cầu dây nó bắt từ đây qua bên kia, nhưng mà nó sập hay gì rồi, mất tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ đi du hành tới vùng đất của Phật giáo. Vùng đất Shangri-La ha. Không biết cái chỗ này có phải là cái chỗ cuối cùng hay không. Tức là cái phần cuối cùng của Shangri-La các bạn. Oh, mình là siêu nhân à. Mình đang bay kiểu siêu nhân các bạn. Rồi. Cái gì thế này? Sao lại có mấy con hu bị cháy? Nhìn con bạch hổ này đã quá. À, trên kia có voi kìa. Con voi nó đang đánh mấy con quỷ kìa. Chết đi. Chết đi. Cung khá là nhiều các bạn. Bắn một mũi ra được 5 mũi. Ê, trên kia có gì? Đây. Đứt tay luôn rồi. Mấy ông này gọi là The Seeker, tức là người tìm kiếm. Mày hả? Cắn nó hổ. Mày hả? Hay lắm. Kìa có cung kìa, ăn cung. Rồi mình sẽ làm gì con voi ở đây? Leo lên à? Cưỡi voi à? Way.
chúng ta là bạn mà. Tao mới cứu mày đó. Rồi. Wow. Chiến nha, bắt đầu. Chúng ta có phương tiện di chuyển rồi đó. Giờ mình nghĩ nó coi. Đẹp phết nha. Đây là voi Ấn Độ nè. Leo lên. Quá dữ luôn các bạn ơi. Bây giờ thì mình đi nệm mấy con kia thôi. Thằng nào cản đường thằng đó sẽ chết. Ủa đi được nào ta? Mày cản. Mày. Ừ. Ủa. Hay lắm. Đập luôn, đúng rồi. Cung nè. Xuống, xuống đánh tiếp con cọp của mình. Mày nè. Cái gì vậy ta? Nổ luôn rồi kìa. Gì đây? Điểm thời gian gì đây? Lâu quá mình không chơi cái này mình quên các bạn. Hơi hơi bị quên nút. Mày nè, cắn nó, đúng rồi. Ok, mình xoay cái này. Lâu quá mình không ghé cái Sarilla này cho nên là mình quên hết mấy cái tuyệt chiêu của nó. Cái cá tánh của nó như thế nào quên. Đây rồi, mình đã tìm thấy một ông nữa. Đây. Rồi, xuống. Trên đây mình thấy có ông nữa nè. Rồi, xong mình đã tìm được hết ba người. Bây giờ tìm cách cưỡi con voi vô trong để mình chiến với tụi nó. What? À, rồi, cho. Bay lên. Wow. Nó, bọn quỷ xuất hiện. Wow. Hay lắm. Nhìn tiếu vãi. Mày hả? Gì mà cầm vậy, không thấy đường luôn vậy? Mày phun lửa hả con? Ngược theo. Mình chạy lên đây. Trời ơi. Chắc là phải phá. Wow.
Mày hả? Mờ quá không thấy gì luôn. Đập nó. What the fuck? Đập thằng này. Thôi mà thật sự luôn á. Đánh nó con. Đánh nó. Mình phải cưỡi voi mình mới vô được cái cửa đó các bạn. Không cưỡi là không vô được. Đi đâu, đi đâu? Vô đây hả? Mình phải đi lên trên các bạn ơi, đi lên trên tìm cái chuông. Hết hồn. Làm tao hết hồn hà. Đi qua đây. Đây rồi. Má ơi, hai thằng luôn. Mắc dại. Mắc dại. Cắn nó hổ. Gì đây? Con gì á, con gì á, bị gì á? Phá cái xích này. Bong. Bụp. Rồi. Ôi con chim này. Wow, chúng ta bay luôn. Vậy là xong rồi đó các bạn, chúng ta đã hoàn thành thêm một phần nữa của Shangri-La. Vậy là theo mình thấy là còn một cái nữa đó các bạn ơi. Một cái để dứt điểm là mình đấu với con chim đó đó. Mình tưởng cái phần này là phần cuối chứ. Hình như chỗ này là cái nhà của mình phải không ta? Chỗ này hình như là cái nhà trên núi của mình nè. Wow. Bây giờ mình lại gặp lại cái khu vườn thảo mộc của mình. Lâu dữ lắm rồi mình đâu có ghé chỗ này các bạn. Thấy không? Khu vườn thảo mộc của tôi. Hái. Hái. Hai cái lá màu xanh nha. Rồi. Lấy. Lấy. Cái này cũng được. Rồi.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành một video tiếp theo của chúng ta rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi nha. Hẹn các bạn vào cái tập tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.